Thưa quý vị, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Đắk Lắk các đơn vị nghiệp vụ triển khai vây bắt nhóm đối tượng chưa xác định danh tính, dùng súng tấn công trụ sở Công an xã Ea Tiêu và Ea Tu, Đắk Lắk, làm một số công an xã, cán bộ xã và người dân tử vong. Theo Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, theo báo cáo của Công an tỉnh Đắk Lắk, sáng sớm ngày 11 tháng 6 tại địa bàn huyện Cư Quyên, tỉnh Đắk Lắk, đã xảy ra vụ việc một nhóm người chưa xác định danh tính dùng súng tấn công trụ sở công an xã Ea Tiêu và Ea Cơ Tu, làm một số công an xã, cán bộ xã và người dân tử vong và bị thương. Hiện nay, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Đắk Lắk các đơn vị nghiệp vụ triển khai vây bắt nhóm đối tượng nêu trên. Bộ Công an đề nghị bà con huyện Cư Cú In và các địa bàn lân cận bình tĩnh, không hoang mang, thực hiện theo yêu cầu của chính quyền cơ sở và các lực lượng chức năng nếu ai có thông tin liên quan tới nhóm đối tượng trên đề nghị cung cấp ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất